Kính thưa chư quý thính giả, tiếp tục chương trình là bài Khuyên người giàu lòng phước thiện. Bài này Đức Thầy viết tại Quà Hảo ngày 25 tháng 2 năm Canh Thìn. Đức Thầy viết bài này để kích thích lòng bác ái của những bà giàu có ở xứ xa đến viếng ngài. Bài này sẽ do các độc giảng viên Yến Nhi và Phú Thịnh thành lòng diễn ngâm. Xin trân trọng kính mời quý thính giả bình tâm theo dõi thánh phẩm của Đức Thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Mắt nhìn kỹ mau vừa qua, gầm trong thiên hà nhiều nhà thiếu cơm, ruộng đồng chẳng có gà rơm, trâu bò ngóng cổ nhà nông héo lòng. Canh Thìn bước tới thiệt rồng, trông cho mùa khác ruộng đồng ra sao. Nhà nghèo giá tờ như bào, giờ đau con yếu phương nào cho an. Ca kêu cùng khắp xóm làng, mấy ông điền chủ cứu nàng mới qua. Làng gần chí những tình xa, lúc xưa thì cũng ruột rà với nhau. Ngày nay tốt phước sang giàu, xin thương kẻ khó giúp hào một khi. Cầu cô chú bác cùng gì, khắp nơi thầy chú một khi hào lòng. Việc nhà quý bạn đã xong, hiệp nhau làm phước rõ lòng hiền nhân. Lão đây thân khó chẳng sờn, tỏ lời khuyên khích tở đàn ba nhà. Ông nào lòng dạ hải hà, đông tình bác ái rơi mà làm đi, giúp người đôi khó nhu mì, dạy nó tâm trì niệm Phật làm ngay. Bà nào quá tiền nhiều đất rộng coi bay với múc đồng, con này bố thí cho sống, để khi nhắm mắt nghĩ bên chồng danh chiến. Ông sầm hia tìm hàng thánh mẫu nhớ dân ruộng vườn, ngày nay thất bát khá thương, tiền nông chẳng có cơm lường cho qua. Mắt nhìn lòng
ruột ra cả kêu bốn đào ai là thiệt tôn. Muốn cho rắn đằng quá cù xa thân làm phước diêm phù vượt qua dưới bò đến lúc nguy phong ba gặp cơn nghi bát loạn khó mà yên thân. Phong trần ai cũng mi phong trần đột sáng nhờ của người bần góp thông. Thấy đời lao lý mà rầu giúp cho chúng nó ngõ hầu làm ơn xin quên mấy lúc giận hờn ra tay tế độ nghe đờn tay quý xây dần trời đất tiếc thầy hết cơn bị cực tới kỳ thời lai cổ kim hiếm lúc nạn tai hưng dòng suy thành bằng nay lẻ thường lớn rộng nạn ắt phải dương muốn qua truồng khổ tìm đường bồng lai ngày kia được trở gót hài về nơi tiên cảnh ngàn ngày đẹp tươi giàu sang nghèo khó cùng người nên ta thương hết giàu cười hay khen lòng nhân sinh khá tập rèn thạch sùng dương khải sách đèn ai ưa thanh hiền rối tích đời xưa nhờ tâm từ thiện người ưa kính thờ chết rồi bỏ của bơ dơ chỉ bằng làm phải truyền thơ ghi đời xác phàm có mấy lắm hơi hỏi dài có một mà lời đôi ba của dư cho mượn mới là hảo tâm bố thí ngọc to được lớn chê nghèo giao nó đâu bền chỉ bằng bối đức lập nền từ bi con hiện khá sớm hồi quy nghe lời thầy dạy kịp thì
thì bới dân dòm xem kẻ khó nghĩ tàu tần rộng tâm sáng sớt giấc cứ lần với nhau nghèo thôi cũng ráng cháu rau chơi đừng gian sao ngày sau thanh nhàn bằng cùng cũng sớm liệu toan giữ tâm ngày thảo sớm làng mến yêu mộ khen thần tính cần triêu khỏi cơn quan nàng kiều được lớn ít ai giữ đằng chi bồn tu theo nước lọt rộng bèn thả trôi tuy xa mà tối mấy hồi đất còn lỡ thiết phải bồi tự nhiên thảm thương cho kẻ tá điền gặp cơn lúa ngập của tiền ráo tay nó chịu rồi lại đối mai và bằng trí đoạn đắng cay nhiều bề lo tròn cha mẹ nhi thế nhằm năm luân túc nào này tâm trung khá thương những kẻ bằng cùng tâm lành dư của hải dùng vào đây chốt chốt nhà sao một chiếc nồi ông chồng quần áo rách lối thôi bầy con ngơ ngác đồi sới bừa lũ nhỏ dành nhau lăn chỗ ngồi đũa mèo bung ngơ chú thầu muộn rơi chó dợn tưởng cho mầu lầm thế tai ắt hỏi kẻ sang vào cứu nạn trôi nạn trôi lúa ngập đôi cồn xa điền chủ mau mau nghĩ tận mà tế
độ dân nghèo. Trong lúc túng giúp giùm kẻ rối buổi vừa qua, có ăn dư huệ nhờ thân nó, nghèo khổ bần phu thảm dữ an. Nếu đã xả thân tâm đạo đức, mở lòng bố thí ngộ thần ca, tỏ lời nhắn nhủ khắp đâu đâu, vạn vật từ nay luôn thảm sầu. Áo não thương đời đã đói khổ, ô buồn trăm họ vẽ dài câu. Nam mô A Di Đà Phật.